Chào các bạn tin nhanh 24/7. Indo kinh hoàng mổ bụng chân 7m thấy người nằm bên trong. Abbas Sulebiro, 25 tuổi, mất tích vào đêm ngày 6 tháng 3 khi tới một trang trại trồng cỏ ở đảo Sulawesi ở Indo làm việc. Bất chấp nỗ lực tìm kiếm của người thân, bạn bè, Abbas vẫn bật vô âm tính. Những người thân chứng kiến tại khu vườn của nhà Abbas, họ phát hiện ra một con chân khổng lồ dài chừng 7m nằm ở trong đó. Bụng của nó rất to bất thường và nhiều người cho rằng Abbas đã bị giết chết rồi nuốt trọn. Để chứng kiến nghi ngờ của mình là sự thật, người dân đã giết con chăn khổng lồ rồi mổ bụng nó. Những gì họ chứng kiến quả thật là quá kinh hoàng. Xác chết của nạn nhân Abbas xấu số, kể từ khi hiện ra bụng con chăn được rạch một đường. Cơ thể Abbas tái tím mà vẫn còn được mặc nguyên bộ đồ quần áo đi làm ở trên người. Có lẽ anh ta đã bị con chăn hung dữ tấn công rồi nuốt trọn. Vài người đã chứng kiến và chụp ảnh cảnh con chăn mổ bụng và cái xác của Abbas từ từ hiện ra. Ban đầu Abbas rời nhà đi thu hoạch cỏ. Sau khi không về nhà, mọi người đổ xô đi tìm kiếm. Hàng xóm và vợ anh ấy cũng không có mặt thời điểm đó và chỉ biết tin sau khi bạn bè thông báo lại. Trưởng làng Sunadi nói mọi người nghe thấy tiếng khóc lóc ở trong rừng cỏ vào đêm Abbas biến mất. Khi mổ bụng chăn, chúng tôi thấy cái đôi bốt của Abbas thường đi. Loại chăn là loài bò sát khổng lồ, có thể dài từ 9 đến 10 mét. Nhưng chúng giết con ngồi bằng cách siết chặt rồi từ từ nuốt chửng. Chăn thường thường không tấn công người mà chỉ ăn những thú có vú hoặc là chim chóc vân vân. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.